Hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một hiệu ứng, đó là hiệu ứng Lighten. Hiệu ứng này đang được sử dụng rất nhiều trong các MV và đang rất là phổ biến. Còn hiệu ứng như thế nào? Xem nào. Đơn giản đúng không các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc nhanh nào. Mình đã để link ngay ở dưới, bạn có thể tải về. À, và đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình các bạn nhé. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta khởi động phần mềm After Effects. Của tôi là bản After Effects CC 2017. Ở đây mình cũng có để footage các bạn. Các bạn có thể lấy link download driver ở dưới và các bạn có thể tải về sau đó cùng làm việc với mình. Sau khi các bạn bật phần mềm After Effects CC, chúng ta import file vào bằng cách là nhấn tổ hợp phím Ctrl A. Ở đây tôi có để một cái tên đặt tên là Dan, một cái file đặt tên là Dan. Đây là cái file mà tôi đã dựng sẵn trước. Về đội Orion. Về đội Orion. Thì đây là một clip Spider-Man của hãng Oreo, bánh Oreo tổ chức tại Hà Nội. Thì mình sẽ lấy cái những cái điều nhảy như thế này để mình làm hướng dẫn cho các bạn. Kích đúp chuột vào đây và kéo con chuột xuống ở nơi tạo một composition mới. Ở đây các bạn, chúng ta quay như thế nào ta? Chúng ta quay như thế nào và chúng ta xuất video như thế đó thì nó sẽ tạo ra một cái composition y đúng với cái dung lượng, đúng với cái time code và đúng với cái frame mà mình đã làm, đã xuất ra. Đầu tiên thì các bạn phải chọn vào đây, bật những cái thanh công cụ cần thiết, đó là công cụ pan. Một. Công cụ thứ hai là công cụ brush. Và công cụ thứ ba, tracker. Thì xíu nữa chúng ta làm rồi chúng ta sẽ biết như thế nào ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn nhảy, những cái đoạn mà chúng ta cần thiết để làm. Ví dụ trong bài nhảy này thì đây. Đây là một cái đoạn mà chúng tôi cần, mình cần làm. Nhấn hình thật Ctrl D để đắp lại nhân đôi layer lên. Sau khi nhân đôi layer lên thì chúng ta chọn nơi mà chúng ta cần lấy, đó là đoạn. Bấm PU và BD trên bàn phím để làm. Nút PU thì nó chạy về trước và nút BD thì chạy lùi frame về sau. Các bạn nhích từng frame ha. Các bạn nhớ nha. Nhấn PU và BD nhấc từng frame. Nhích tới nhích lùi. Và bây giờ tôi chọn tới đây. Shift Ctrl D để cắt. Và đoạn sau chọn đến nơi mà đây, thuộc lui về một ô, chúng ta cắt ngay chỗ này. Chúng ta nhấn Shift Ctrl D rồi chúng ta bắt đoạn sau đi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm trên đoạn này. Đầu tiên để chúng ta làm thì các bạn nhấn đúp 2 lần. Để tôi kéo màn hình to ra để các bạn dễ xem. Các bạn đúp 2 lần. Nhấn đúp 2 lần vào màn hình thì nó sẽ tạo lại một cái thanh laser mới. Thì đây là một cái thanh cho phép mình chỉnh sửa tất cả những cái hình ảnh trên này các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ xem thử chúng ta muốn định làm cái này. Cái này là do ý tưởng của tất cả các mọi người. Còn đối với tôi thì ở đoạn này thì tôi sẽ sử dụng công cụ brush, là công cụ vẽ. Đây, thay công cụ brush tool. Trong brush thì chúng ta có chọn này. Trong này nó có phân loại từ 1 cho đến 65 hay đến 100. Có rất nhiều cái kiểu mà các bạn muốn vẽ. Thì chúng ta ví dụ chúng ta chọn một cái, muốn vẽ một cái thanh, cái thanh nó mỏng, nó nhẹ, nó feeder thì chúng ta chọn đó, hoặc như thế này. Ok, thì các bạn muốn chọn size to hơn thì các bạn có thể chọn, tôi chọn 13 thì chọn size to hơn thì các bạn nút vào đây chọn size to hơn các bạn nha. Hoặc thì các bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl và các bạn đè chuột trái, các bạn lăn con chuột to dài ra thì nó sẽ to ra và nhỏ lại, ngược lại, lui và nhỏ lại các bạn nha. Nhấn Ctrl và nhấn chuột trái đè luôn, đè và chúng ta sẽ di chuyển con chuột thì lúc đó nó sẽ to và nhỏ ha.
Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Thì trong này xuống dưới trong công cụ pen thì bây giờ các bạn chọn cho mình là single frame. Bây giờ chúng ta vẽ trước. Nó hơi bị to nên tôi sẽ cho nhỏ lại một chút nữa. Mình sẽ phóng, mình sẽ... Các bạn qua đây các bạn chọn fit. Để fit to màn hình lên để cho nó dễ xem. Các bạn nhé. Các bạn bấm BD nhấc qua một frame. Nhấc lên một frame. Không đẹp cho lắm. Chúng ta lùi lại xem thử. Đây chúng ta di chuyển không? Đây một frame nữa thì nó sẽ là như thế này. Tôi sẽ vẽ thêm một cái quần lót. Rồi trên này thì sau khi tiếp tục frame thì chúng ta bắt đầu vẽ tiếp frame. Các bạn có thể tự do sáng tạo tùy theo các bạn, như 3 frame này đi lên thì mình sẽ làm 3 frame tiếp tục đi lên đồng bộ, tùy theo cái độ các bạn vẽ như thế nào ha. Đối với mình thì mình khi mình làm cho khách hàng thì mình sẽ làm kiên trì hơn, kỹ hơn. Những ai có Wacom thì vẽ nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, chúng ta coi lại nha. Đi lên. Ok. Đi lên. Sau khi đi lên thì chúng ta có thể là lên tới đây và nó sẽ đi xuống. Truyền điện lên, sau đó nó sẽ truyền điện đi xuống lại. Chúng ta coi lại. Ok, chúng ta xem lại thành quả các bạn nhé. Fix. Các bạn cũng nên nhớ là khi các bạn vẽ, chúng ta dùng công cụ phóng to màn hình lên thì chúng ta xem, chúng ta vẽ, chúng ta sát nút từng nào, càng vẽ càng sát thì càng theo cái đường trên trời á thì nó sẽ càng đẹp. Sau khi chúng ta vẽ được những cái lớp như thế này mà chúng ta vẫn chưa thấy đó, các bạn vào công cụ pen, vào trong phần effect control, các bạn chọn cho mình invert nó ra, thì tức là như thế này. Đây mình sẽ cho các bạn xem, lúc chưa có thì tất cả nó sẽ vẽ lên trên clip, lúc các bạn invert nó ra thì nó sẽ tạo ra chính cái lớp pen mà các bạn đã vẽ thôi. Sau đó chúng ta lại, nếu mà các bạn chúng ta vào effect, phải effect reset, các bạn cũng có thể cho tất cả cái này các cái fan, lớp fan của chúng ta thành một màu duy nhất. Nếu các bạn muốn thì chúng ta chọn hiệu ứng fill cho chúng ta bỏ vào, chúng ta chọn màu mà chúng ta thích. Và đối với mình thì mình
chọn màu này, màu vàng và màu xanh. Được rồi. Sau khi chọn xong, các bạn chọn cho mình hiệu ứng Symbol Track. Đây Symbol Track thì các bạn bỏ vào. Ở trên này chúng ta có thể là các bạn track mask xuống. Dưới này chúng ta có thể feeder nó nhỏ to, nhỏ to. Cái này tùy theo ý của các bạn nha. To hay nhỏ là tùy theo ý các bạn. Các bạn muốn to hay là muốn nhỏ tùy ha. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái công cụ tiếp theo là công cụ brush. Brush Tracker. Các bạn chọn công cụ Brush Tracker thì nó sẽ làm đây. Nó sẽ làm những cái hiệu ứng của chúng ta. Các bạn xem này. Tắt lúc chưa xài. Nó làm những cái công những hiệu ứng của chúng ta nó bị nhòe đi và nó không có ấy như. Thì trong này chúng ta cũng có thể là chọn size to hay nhỏ ha. Tiếp tục. Cái công cụ cuối cùng là công cụ glow, tạo ánh sáng. Các bạn thả nó xuống. Thì lúc này các bạn thấy không? Nó sáng. Đó. Thì trong này chúng ta cũng cần điều chỉnh một số thứ. Cái này mình sẽ đưa về là 0. Các bạn thấy không? Nếu mà đưa lên 55, 65 thì nó sẽ rất là rõ. Chúng ta đưa về bằng 0 để cho nó cực kỳ gọi là nó cực kỳ sáng ha. Và cái này tôi sẽ cho 30 radium luôn để tạo cho cái cảm giác nó dễ chịu, nó không nó ánh sáng nó có một cái lớp viền mờ ra ngoài. Thì dưới này thì tôi sẽ chọn là 3 ăn ra ngoài chút, các bạn thấy không? Đó. Rồi tiếp tục, các bạn quan tâm ở phần là glow color thì mình sẽ chọn là A and B color nha. Rồi nếu mà mình chọn A and, trong này có rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình chọn A and B color thì dưới này mình có thể thiết kế theo cái màu của mình. Đây màu trắng thì mình có thể là chọn lại cái vùng màu này, mình có thể chọn lại màu đen đen một chút hoặc là hơi rõ rõ. Màu xanh này. Ok, thì màu đen thì mình có thể chọn lại màu khác tùy theo mình. Nếu mình chọn AMB color và đặc biệt ở dưới này mà trong cái các bạn, nếu các bạn sổ cái này ra, nếu mà không có, một người không có thì các bạn chọn cái này thì nó tắt, bật ra thì nó thông hết. Đấy. Rồi các bạn chọn vào hiệu ứng Spring hoặc chúng ta cũng có thể là chọn Add. Thì xài AMB color thì cũng hơi xấu. Thật ra chúng ta cũng có thể làm lại cái này, xài cái này. Thực ra là nếu mà mình chọn AMB color thì nó lại đẹp hơn. Chứ này mình chỉ cần đẩy cái này lên rõ thôi. Rồi mình đưa về 2. Nó vừa. Cái này thì mình đẩy nhẹ nhẹ. Các bạn xem này. Xin lỗi các bạn là nó đang xài hiệu ứng nên là nó hơi bị. Thôi vẽ lên, chúng ta vẽ một lớp mask trên này nha. Vẽ lớp mask cái đầu của Spider-Man. Những ai mà quen sử dụng với công cụ Pen Tool thì sẽ rất là dễ sử dụng. Và chúng ta kích vào mask 1, chọn track mask. Thì sau khi chọn track mask thì bên này ở trong tracker thì trong nó sẽ cho ra nhiều loại. Cái clip này ở trong này chúng ta thấy là Spider-Man đang còn di chuyển ra xa gần camera thì lúc đó mình thấy là
nó đang còn to nhỏ thì chúng ta chọn cái scale và rotation các bạn nha. Rồi chúng ta chắc ở đây thì chúng ta có, chúng ta chọn lại nè, mask 1, chọn chắc mask. Thì ở đây chúng ta chọn chắc thì ở đây có hai loại, nếu mà chúng ta chắc từng frame hoặc là chúng ta để auto tự động. Auto tự động thì nó sẽ đôi khi nó sẽ bị lệch, nên khi mà auto tới đâu thì bị lệch thì các bạn sẽ bấm vào đây, các bạn dừng lại và chúng ta chỉnh sửa và chúng ta làm tiếp. Nên mình sẽ chắc từng frame. Ở đây nó bị di chuyển, mình cũng sẽ chắc từng frame, phóng to cái này ra. Rồi, các bạn nhớ lưu rồi check lại nha. Rồi, trong cái file này cái đầu mình đã chắc rồi, mình sẽ chọn cái thanh, cái công cụ stroke. Sau khi chọn công cụ stroke thì chúng dưới này các bạn chọn on transparent. On transparent thì lúc này on transparent như thế nào, tôi sẽ show lên cho các bạn xem. Tức là nó sẽ cho chúng ta thấy là cái màn hình riêng là cái lớp mà chúng ta vẽ, đó là lớp Pantone chúng ta mới vẽ. Còn nếu như vậy là nó sẽ vẽ trực tiếp trên này. Các bạn chọn dưới này on transparent. Rồi dưới này thì các bạn chọn size. Chúng ta đang thấy là cái size nó nhỏ đúng không? Chúng ta có thể là chọn cái size nó to hơn một chút. Đó, size nó to hơn. Ok các bạn nha. Rồi mình tắt nó đi. Còn công cụ tiếp theo đó là Glow. Chúng ta cũng có thể chọn lại cái thanh công cụ là Red Joker để cho nó blur nhẹ ra. Rồi chúng ta tiếp tục lại chọn công cụ Glow. Về 0, con số lên 30 và 3. Ở dưới này chúng ta chọn ABC thì có thể là chọn màu đỏ. Bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta chọn công cụ Add hoặc là Spring. Nhưng mà Add thì nó sẽ đẹp hơn, nó ra ánh sáng hơn. Ở dưới này cái thanh này chúng ta cũng có chọn công cụ là Spring đi. Nếu mà Add thì nó sẽ sáng hơn này. Đó, sáng hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta thử xuất ra nha. Clip ra, chúng ta cùng coi cái thành quả mà chúng ta làm được. Về đội Orion. Về đội Orion. Như vậy là mình mới làm xong một clip like đây. Các bạn hãy nhấn like và subscribe cho kênh của mình để có động lực làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.